Kính thưa quý vị, thì trên đường dây tôi có đang có một quý vị đang đang hỏi, đang nói chuyện với chúng tôi. Quý vị này bị ung thư vú và đã có chemotherapy, radiation therapy, chemotherapy rồi. Và theo bà kể chuyện là bà sẽ phải tiếp tục chemotherapy 1 năm nữa. Bây giờ bà nói là bà tê mới đầu ngón tay, ngón chân. Thì cái đây là một cái triệu chứng rất là thông thường, một cái phản ứng phụ của chemotherapy là thuốc xạ hóa trị đó, hóa trị đó. Thì bác sĩ nhân có nói là uống, đề nghị là Dạ. uống thuốc gì? Dạ, bác sĩ Nhân có đề nghị đó là có hai cái thuốc, một cái thuốc nó cũ hơn thì nó hơi rẻ hơn, nó tên là gabapentin. Còn cái thuốc mới nó vừa mới tạo ra đó thì nó tên là Lyrica. Hai cái thuốc này nó giúp đỡ tê mấy cái ngón tay, ngón chân. À, nhưng mà mình phải xin phép bác sĩ gia đình đặng biết biên toa. Vâng, thì tiếp lời bác sĩ Nhân thì tôi cũng có nhiều bệnh nhân ở trong trường hợp này đang bị hóa trị chemotherapy thì tôi khuyên bệnh nhân uống Super B B1, B2, B1, B6, B12 và vitamin C, nó gọi là Super B cộng C. Thì cái thuốc này mua thuốc Tây nào cũng có hết. Mua Costco cũng có cái này thì Medi-Cal, Medicare, Insurance nó không có cover, nó không có trả tiền thì chịu khó mua không bao nhiêu. Thì uống Super B này vô đồng thời nếu mà tôi là bác sĩ gia đình của bà tôi sẽ thử máu coi bà có thiếu folic acid hay không và thiếu cái chất bổ nào hay không thì tôi bù đắp cái đó. Thành ra cái mấy cái hóa trị này đó, chemotherapy là hóa trị phản ứng phụ rất là nhiều ngoài những cái thuốc mà như bác sĩ Nhân nói nên uống thêm thuốc bổ như tôi vừa mới trình bày mà tôi thì tôi hay thử thêm một coi thiếu chất bổ nào thì mình bù đắp cái đó nha. Tôi hy vọng trả lời bà rồi nha. Ok, cảm ơn bà. Bây giờ trên đường dây tôi có một quý vị cho xin quý vị cho biết tuổi, biết ở đâu, biết câu hỏi. Dạ tôi nghe. Chào mấy bác sĩ. Dạ bà cứ hỏi. Tôi cho tôi hỏi, tôi là có Medicare mà đi tự do. Dạ. Mà bây giờ tôi muốn đổi qua bác sĩ Nhân á, thì có ra bác sĩ gia đình đổi hay là sao? Bây giờ bà đừng có Medicare và Medi-Cal. Dạ có Medicare. Dạ, nếu mà bà muốn đi khám tôi không có gì khó, bà chỉ cần gọi ra lấy hẹn thôi ha. Gọi ra bác sĩ lấy hạn Dạ. thôi. Thôi nhưng Tôi mà đi tự bà do, tôi không có vô chỗ kia, vô chỗ hợp. nếu không nếu nếu mà bà muốn vô tổ nếu bà muốn vô tổ hợp Family Choice hay tổ hợp Family Choice và vô cái chương trình One Care Connect của Cal Optimer đó thì bà phải ra phòng mạch đặng tôi giúp bà ghi tên vô cái đó. Dạ nhưng mà tôi hỏi bác sĩ nếu mà mình đi tự do sao tôi được chứ mình vô tổ hợp làm gì? Cái đó tùy bà phải không? Cái đó tùy, cái đó tùy bà Dạ tôi thích đi tự do. Dạ. Thì không sao, tôi nhận tự do và tôi nhận tổ Dạ hợp. bác sĩ cho Dạ. tôi phone bác sĩ nghe cho tôi lấy ạ. Dạ cô có biết không cô? Dạ, tôi có. Dạ. Cái viết là số telephone là 714 Dạ 893, xin lỗi 897 897 897 3300. 3 00 ba Không, số không không. Hai số tức là 3. một con số 3 với ba số không. Không, hai số 3, hai số 0 là 2 số 3. Dạ, dạ hai số là ba hai 7 số không. dạ 714 8 897 714 897. dạ 897 hai số 3 với hai số Số không. 0. Cô có gọi ra ngày mai cô nói đó là cô có nói chuyện với tôi trên TV, sẽ ra mấy người y tá sẽ lấy hẹn cho cô ha. Mai ra gọi ra là để lấy hạn. Dạ. Rồi cảm ơn bà nha. Bây giờ tôi có một quý vị trên đường dây, xin quý vị cho biết tuổi, biết ở đâu, biết câu hỏi. Thưa bác sĩ, tôi ở vùng Bù Mân à, tôi xin hỏi về con tôi có Medicare nhưng bây giờ hết năm rồi, thì bây giờ có phải tôi renew bằng cách nào? Anh Phong. Dạ. Dạ chào cô. Đứa con của cô còn đi làm không hay là? Dạ không có đi làm. Dạ. Nếu mà Bao nhiêu tuổi em? Dạ. Dạ 30 tuổi ạ. Bao nhiêu tuổi cô? Dạ 30 Ồ mà 30. cô không có việc làm chứ không có đi làm được. Ồ dạ. Nếu mà mình renew thì mình thường thường Medi-Cal họ gửi về mỗi 1 năm họ gửi về cái giấy đó là update information á, là mình phải báo cho họ biết là mình còn ở địa chỉ này không, hoặc là mình move ra địa chỉ khác, hoặc là mình có đi làm mình có income bao nhiêu, còn nếu mình không có đi làm thì nói cho họ biết thì để cho họ renew cho mình cho năm tới. Còn nếu mà họ chưa có gửi về cho mình á, thì Phong khuyên là nên gọi vô để hỏi, để nói cho họ biết là mình vẫn chưa có income.
thì làm ơn renew cho cái Medi-Cal cho mình, chứ không có, nếu mình không có báo cho họ đó là họ có thể họ cắt đi là mình không có. Dạ. Bà có nhận được thơ từ giấy tờ gì của từ Medi-Cal họ gửi cho bà không? Dạ, chưa có gửi gì hết ạ, chưa thấy gì hết ạ. Bà có số điện thoại của cái Medi-Cal không? Cái cơ sở bà ở mới Pomona phải không? Phải bà ở Pomona. Dạ, Pomona. Nếu mà bà vô trong cái Google hay là bà vô trong cái điện thoại nhân giám bà tìm cái số điện thoại của cái cơ quan xã hội ở trong vùng bà ở đó thì bà hỏi thăm người ta, nói rằng tới bây giờ tôi chưa nhận được gì hết, thì có thể là họ tự động họ renew mà bà không biết thôi. Thì cái hay nhất ấy, nhưng mà tôi mà thường thường bệnh nhân của tôi họ hay lắm, họ tới phòng mạch tôi họ nói ô bác sĩ check giùm tôi coi, thì lấy cái thẻ tôi cà cái nó biết ngay hả. Thường thường là bệnh nhân tới là tôi cà cái thẻ trong cái máy là tôi biết ngay là nó renew cho con bà chưa, nếu mà chưa thì bà biết liền. Dạ. Con bà chắc có bác sĩ gia đình mà phải không? Dạ, cũng chưa có gia đình luôn. Không, bác sĩ gia đình, con bà có bác sĩ gia đình chưa? Dạ, chưa bác sĩ gia đình, dạ vì Medicare cũng chưa có bác sĩ gia đình luôn ạ. Medicare phải có chứ, con bà đang có Medicare mà phải không? Dạ. Nhưng mà chắc có thể chưa bao giờ đi khám bệnh. Cũng không đi, chưa hay là nếu mà vậy thì cô ngày mai cô gọi văn phòng cháu để cháu sẽ kiếm cái số phone đó để cháu đưa cho cô để cho cô nói đứa con cô gọi vô social SSI department để họ giúp mình số điện thoại social service yeah. Của anh Phong. Dạ. Dạ, xin anh đọc cho. Dạ vâng, số phone của văn phòng của Phong là 714 677 2153 2153. Dạ. Đây văn phòng gọi là văn phòng chi cơ như thế này. Dạ vâng, dạ. Tên là Phong Trần cơ, dạ. Dạ, dạ. Rồi cảm ơn bà nha. Thưa quý vị, tôi có một quý vị trên đường dây, xin quý vị cho biết tuổi, biết ở đâu, biết câu hỏi. Dạ, thưa tôi tên là Mai ạ. Dạ. Anh Nguyễn ạ, và tôi 68 tuổi. Vâng. Dạ, thưa bác sĩ, tôi có một cái câu hỏi là tôi bị thyroid đó, tôi có đi bác sĩ rồi và làm biopsy rồi. Thì họ cho biết là một bên thì bình thường, còn một bên phải đó thì nó là ở giữa, tức là không bình thường và cũng không độc hại gì. Mà thì bác sĩ đã có cho ngày mổ rồi thì trước đó 2 ngày thì bác sĩ lại gọi lại cancel là tại vì tôi có tiểu đường á, thì đường nó hơi cao thì bác sĩ cancel nói là khi nào đường nó xuống thấp thì mới được mổ. Thì trong khi đó mà nếu mà trong khi đợi đường xuống thấp rất là khó. Mà nhỡ cái thyroid nó là ung thư thì trong khi chờ đợi như vậy thì có nguy hiểm không ạ? Xin nhân. À, đây tôi trả lời ha. Nếu mà cái người bác sĩ mà chuyên khoa về cái thyroid đó mà họ đã thí nghiệm cái tế bào rồi đó, nếu mà họ thấy mà ung thư mà loại dữ đó là họ trị liền chứ họ không có sợ về cái bệnh tiểu đường. Cái này là họ coi cái tế bào họ thấy là nó không gì nguy hiểm, họ mới chờ cái đường xuống mà họ mới mổ. Thành ra luôn một cái người bác sĩ đó, họ phải lựa chọn cái nào quan trọng hơn. Nếu mà họ thấy cái tế bào là ung thư đó, họ không có lo về cái tiểu đường đâu, họ sẽ mổ liền. Còn nếu mà họ thấy cái tế bào nó hiền đó, thì họ chờ sau khi mà cái tiểu đường nó balance rồi đó, họ mới mổ đó, thì tôi nghĩ là rất là hiền chứ không có gì nguy hiểm hết. Hiện bây giờ bà uống thuốc tiểu đường không bà? Dạ vâng ạ, vẫn đang uống thuốc tiểu đường ạ. Bao nhiêu lâu bị bệnh tiểu đường bao nhiêu lâu rồi bà? Dạ, tiểu đường là 20 năm nay rồi ạ. Wow. Bà có chích thuốc insulin gì không? Dạ không ạ. Yeah. Tại vì control cái tiểu đường của bà mà 20 năm là thì thường thường là sau 20 năm đó, thuốc uống nó không còn hiệu lực nữa đâu. Thường thường trường hợp của bà có thể vô insulin. Thì muốn kiểm soát mà đường của bà insulin mau lắm. Thực tình mà nói đó, nếu mà ông bác sĩ mà thử cái thyroid của tuyến giáp trạng, thyroid của bà mà nghi ung thư đó, dễ lắm, chích bà insulin mổ ba liền không được. Thành ra tôi không nghĩ là cái trường hợp của bà là nguy. Số 1, cái thyroid không có gì nguy hiểm hết, nhưng bác sĩ nhân, tôi đồng ý bác sĩ nhân. Cái số 2 là cái chuyện mà tiểu đường của bà rất là dễ giải quyết. Giải quyết, chích cho bà là xong. Là bác sĩ Toàn nói rất là hay, là tôi đồng ý. Nếu mà mình đường trị 2 năm rồi mà nó vẫn còn cao 20 năm rồi.
20 năm rồi mà vẫn không cao đó, là tôi chích insulin, là chích insulin cái chừng 2-3 tuần là cái đường nó sẽ xong, yeah. Nó sẽ xuống thấp, rất là thấp. Và đồng thời tiếp theo cái insulin nó có nhiều loại chích khác, yeah. Nó chích mấy GLP-1, loại như là Victoza, rồi nó nhiều thứ thuốc chích lắm, có thứ một tuần chích một lần nữa, thành ra mình đừng có lo. Mình nói thật, tức là mình nói là mình cái tiểu đường mà mình không có control được mau đó cũng không trúng. Mình nếu mà mình cho thuốc trúng mà thuốc insulin mà mấy cái thuốc mạnh đó, mình có thể giảm cái đường xuống rất là mau. Dạ. Yeah. Thành ra cái chuyện này thì trường hợp của bà tôi nghĩ là nó tóm lại là cho bà yên chí. Yeah. Cái thyroid của bà bác sĩ nói như vậy chắc không sao đâu. Không sao. Tôi cảm ơn. Vậy thì cái yên chí để insulin xong cho nó xuống rồi mổ được phẳng. Dạ. Bà yên, dạ bà yên tâm, không bà đừng có mất, bà đừng có mất ngủ gì hết, cái này tôi không rất là yên tâm. Vâng. Xin cảm ơn hai bác sĩ. Vâng. Cảm ơn bà. Kính thưa quý vị, chương trình hội luận của chúng tôi đến đây xin tạm gián đoạn. Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị vào thứ hai tuần tới. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Cảm ơn bác sĩ Anh Phong Trần. Cảm ơn bác sĩ Nhân. Chào quý vị.